Dạ, mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Và trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn đây là những hình ảnh của biển Nha Trang về đêm nữa vậy. Biển Nha Trang về đêm. Cái đoạn biển em đang đứng này là cái đoạn gần của con đường Lý Tự Trọng và con đường Trần Phú rồi. Mấy bên kia là Lý Tự Trọng, khi xưa là Bá Đa Lộc. Hay chỗ này có tòa nhà Diamond Bay Hotel và phía dưới là trung tâm thương mại. Còn phía sau lưng nó là tòa Vincode, hai tòa tháp đôi cao 40 tầng nằm góc của đường Lý Tự Trọng và con đường Trần Hưng Đạo. Ngay số 1 vị trí Trần Hưng Đạo luôn rồi. Tối ngay góc này cũng nhộn nhịp đó. Phía dưới có trung tâm thương mại nè, dọc đường Trần Phú. Đây, chỗ này cũng có cái VFC tắm nước ngọt, tắm biển có thể lên tắm nước ngọt. Ở biển buổi tối thì hình như hiện tại đang có các em học sinh đang vui chơi ở dưới biển này. Đứng đây có thể thấy bên kia đảo Hòn Tre, Vinpearl về đêm. Giờ mời cô chú anh chị bạn dạo một đoạn dọc biển về đêm như thế nào nha. Thời tiết giờ này cũng khá là mát mẻ vậy. Giờ này ra biển gió rất là mát. Dọc đây là có rất là nhiều những ghế đá dọc công viên của bờ biển. Nhiều người buổi tối thì sẽ ra đây ngồi hóng gió biển trên những cái ghế đá này, rất là mát luôn. Đi xuống dưới kia một đoạn nữa là sẽ khu vực của biển, đoạn biển đường Dây Sen và con đường Trần Phú. Biển về đêm cũng có bật điện đó vậy. Có vẻ đoạn này nó hơi tối nè. Đoạn phía dưới của đường Dây Sen kia thì có điện sáng hơn. Này sóng biển cũng nhẹ nhàng lắm, vô từng cơn rất là nhẹ. Từ xa đoạn dưới kia là cũng có nhiều người vui chơi. Tòa nhà màu đèn rất là đẹp đó là tòa Mường Thanh Luxury nằm ngay góc của chân cầu Trần Phú. Có nhiều người đi dạo dọc biển về đêm nữa vậy. Đó, ngồi dọc công viên à. Có những cái đá rất là mát luôn. Chỗ này là chính diện của Nha Trang Center luôn này, Shopping Mall. Hướng này của đường Trần Phú là hướng đi về trung tâm của thành phố này, về trường quảng trường.
nối dọc công viên là rất là nhiều người ngồi hóng mát này. Từ xa kia là tòa Sheraton, khách sạn Sheraton nằm ngay góc của con đường Nguyễn Chánh và con đường Trần Phú ngày nay. Nguyễn Chánh khi xưa là con đường Nguyễn Tri Phương ấy. Khách sạn này cũng đẳng cấp 5 sao ấy. Về đêm khá là nhộn nhịp trên con đường Trần Phú này. Và ngay vị trí này là Nha Trang Center đó, shopping mall. Phía trên là sân bay Hotel, hai tòa tháp đôi. Nên là led rất là nổi bật. Phía sau tàu con cốt cũng vậy. Này cũng có cái Nha Trang Sài Gòn Yasaka Hotel. Ở ngay góc phía dưới đó là con đường dây sen giao với Trần Phú, hướng này là đi qua bên cầu Trần Phú, qua con đường biển Phạm Văn Đồng. Tuyệt đẹp của Nha Trang ngày nay. Xe ô tô cũng để dọc đoạn này của góc đường Trần Phú và đường Lý Tự Trọng. Có các em học sinh đi theo đoàn để ra biển rồi cũng chơi nữa này, rất là đông. Mé bên kia là con đường Lý Tự Trọng. Biển giờ này đông vui quá, nhờ có các em học sinh này. Rất là đông vui quý vị. Chào các em học sinh không?
Đoạn này bật đèn rất là sáng luôn. Chỗ này có hai cái trụ đèn LED. Sáng chiếu rất là sáng luôn vậy đó. Rất là nhiều người ngồi dọc sát ở bờ biển này, rất là mát. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Xin mến chào cô chú anh chị các bạn.